Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày đinh xỉu, tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bạo quang giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, dạn hạ thủy, ngày Đinh Sửu, tức can sinh cho chi, có nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, dạn hạ thủy, kỵ tuổi, tân mùi, kỵ mùi ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày sửu lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi về tuổi xung khác trong ngày tuổi tân mùi kỵ mùi tuổi xung trong tháng tuổi đinh mùi ất mùi về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa xấu mọi việc sao thổ phủ kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ sao vạn vong kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khai trương khởi công động thổ sau chu tước hắc đạo kỵ về nhà mới khai trương sau tam tang kỵ khởi tạo cưới hỏi an táng sau không phòng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam tài thần hướng chính đông sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ có tam hội nâng đỡ cho nên với bạn tuổi Tý hoàn thành công việc được giao. Bản mệnh là con giáp sáng tạo và thông minh, nghĩ ra nhiều phương pháp mới để giải quyết nhiệm vụ. Ngoài ra với bạn tuổi Tý còn có khả năng gắn kết tập thể khiến cho công việc của bạn tiến triển một cách thuận lợi hơn hẳn so với những ngày bình thường. Và với bạn tuổi Tý những thử thách và cũng chính là cơ hội để cho bạn thăng tín có thể xuất hiện ngay trước mắt. Vì thế, bạn hãy nhanh chóng để nắm bắt, chớ nên chần chừ do dự quý nhân xuất hiện, phù trợ cho bạn, khiến cho mọi công việc với bạn trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi Tý, trong gia đình đang tồn tại một vài mâu thuẫn mà bạn không thể bỏ qua. Nếu vợ chồng đang có điều gì đó không hài lòng về nhau thì cần phải nói rõ ràng với nhau, không nên giấu đi rồi, lại khó chịu ở trong lòng. Về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, công việc thuận lợi, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa có cơ hội thăng tín, hãy mạnh dạn để nắm bắt. Từ vi tuổi canh tí thuộc thổ cần phải quyết đoán hơn, chớ nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi nhâm tí thuộc mộc, vợ chồng đang có sự mâu thuẫn nên nói rõ mọi chuyện với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi than, tuổi hợi. Từ vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là Vận trình của bà tự xỉu trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, cho nên với bà tự xỉu dễ va phải quan lại xấu trong chính quyền. bản mệnh có thể bị vu oan cho những việc mà mình không làm hoặc là bị những người vốn không thân thiết hiểu lầm. Và khi rơi vào hoàn cảnh này, với bà tự xỉu nên giữ bình tĩnh hết mức có thể, tránh qua những hành động bồng bột nông nổi. Bạn hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình là ai. Chỉ cần không làm việc trái với lương tâm thì bạn rồi sẽ được minh oan. Ngày này với bà tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khắc với mộc. Chua thấy với bà tuổi Sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm tới cảm xúc của người kia về tử vi tuổi ất sửu thuộc kim dễ vướng phải rắc rối với quan lại trong chính quyền tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy bị vu oan cho những việc mà mình không làm tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa hãy chứng minh giá trị của bản thân bằng những hành động thực tế tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ bị người ngoài hiểu lầm tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc hãy dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có thương quan giáng họa cho nên với bạn tuổi dần phải đối diện với nhiều khó khăn rắc rối điều này có thể khiến cho bạn cảm thấy chán nản mệt mỏi thậm chí là đang có ý định muốn buông xuôi những cảm xúc tiêu cực khiến cho công việc của bạn tuổi dần càng ngày càng khó hoàn thành hơn. Và khi rơi vào tình trạng quá căng thẳng với bạn tuổi dần, có thể để cho bản thân mình có một khoảng thời gian ngắn để được nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần, đừng có vội bủa cuộc. Bởi nếu như bạn bủa cuộc lúc này thì mọi cố gắng của bạn trước đây cũng sẽ đổ xuống sông, xuống bể hết. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, ngày này lại là ngày khá chi là tốt để cho bạn thực hiện những công việc trọng đại. Tuy nhiên, riêng đối với việc động thổ trong ngày hôm nay là bạn lại không nên làm. Hãy chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn để tránh vướng vào rắc rối với mình. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, phải đối diện với nhiều rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, tinh thần tiêu cực, đang có ý định muốn buông xuôi. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, không nên bỏ cuộc, nếu như không muốn công sức của mình, đổ sông, đổ bể, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, công việc tiến triển chậm chạp, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, nên thực hiện theo như kế hoạch đã định sẵn. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có màu khác với thổ. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi mão và con cái của mình đang ngày càng trở nên lạnh nhạt. Và bạn tuổi mão có thể sẽ không cảm thấy hài lòng vì con cái không được như kỳ vọng của mình đã đặt ra. Tuy nhiên, bạn không nên nóng nảy mà áp đặt con cái của mình quá nhiều. Bên cạnh đó, với bạn tuổi mão, cái chuyện tình cảm của bạn với người ấy cũng có thể xảy ra những tranh cãi vì những quan điểm không thống nhất được với nhau. Và bạn cũng không nên một mực giữ ý kiến của mình mà cần phải mở lòng hơn, sẵn sàng lắng nghe những điều người ấy nói. Và may mắn là trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh buôn bán, với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Cho nên, bạn kiếm được nguồn tài lộc dồi dào, bạn mạnh có thể tìm được những mối làm ăn có lợi hoặc là thu được lợi nhuận từ những lần đầu tư trước đó của bạn. Vài từ vi tuổi ất mão thuộc thủy, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đang có sự căng thẳng từ vi tuổi đinh mão thuộc họ không nên áp đặt ý kiến của mình lên người khác từ vi tuổi kỵ mão thuộc thổ hãy lắng nghe ý kiến của các thành viên trong gia đình từ vi tuổi tân mão thuộc mộc thu được lợi nhuận từ những mối làm ăn trước đó từ vi tuổi quý mão thuộc kim tìm được mối làm ăn có lợi lớn và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh rêu, màu xanh chuối, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thìn, tuổi hợi. tử vi tuổi thìn thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho nên với bạn tuổi thìn đang có điểm báo dễ gặp phải trục trặc trong công việc kẻ tiểu nhân có thể niếm đá dấu tay khiến cho mọi người nghĩ sai về bạn và với bà Tử Thìn, cần phải giữ bình tĩnh hết sức có thể khi đối diện với mọi chuyện thị phi ập tới. Với bà Tử Thìn, bạn chớ có nên nóng nảy, nối năng thiếu cẩn trọng, dù có tình huống trước mắt khó khăn đến đâu đi chăng nữa. Bạn hãy cứ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ trắng điên. Nếu bạn luôn làm việc quang minh chính đại, thì không có việc gì phải lo lắng cả. Bên cạnh đó, vận tình ngày thứ sáu này với bà tử thìn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ, cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân thì đang có xu hướng khép mình lại và ngại ngoại giao, ngại giao tiếp với mọi người, đặc biệt là đối với những người khác giới. Và bạn chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn vương vấn những gì đã qua về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa dễ gặp phải trục trặc trong công việc tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ kẻ tiểu nhân nhiễm đá giấu tay gây chuyện thị phi bộ vây tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc trở nên nóng nảy nói năng thiếu cẩn trọng tử vi tuổi canh thìn thuộc kim hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người Phe đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh. Cho nên với bà tuổi tỵ đang có báo hiệu gặp nhiều may mắn trong lĩnh vực về đầu tư, kinh doanh với mình. Và với bà tuổi tỵ có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn sự phát triển bền vững trong tương lai sẽ rất tốt cho bạn. Bạn tuổi tỵ cũng có thể được hưởng một khoản gia sản của người nhà để lại. Đây chính là thời điểm để cho bạn khẳng định giá trị của bản thân mình, làm giàu từ những gì đã có, đừng có chi tiêu bừa bãi, khiến cho điều kiện tốt đẹp trôi qua một cách đáng tiếc. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bà tuổi tỵ trong ngày hôm nay rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay quan tâm, tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày. Nhờ thế mà cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ gặp được đối tác đáng tin cậy, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, giữ quan hệ bền vững với những người thân thích tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc làm giàu dựa trên vốn tài sản hiện có tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên chú ý hơn trong chi tiêu tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy mối quan hệ vợ chồng hòa hợp và có được sự thấu hiểu lẫn nhau và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 5, số 7, giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phụ trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi ngọ thứ 6, ngày 29 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tử ngọ cho chúng ta thấy là với bạn tử ngọ bạn là người rất giỏi làm ăn nhưng trong ngày hôm nay lại do chịu tác động của cục diện ngũ hành tương hại cho nên bạn mệnh tử ngọ rất dễ đánh mất đi sự bình tĩnh bạn sẵn sàng gây gõ với mọi người vì bất cứ nguyên nhân dù là lớn hay là nhỏ điều này khiến cho mọi người có ý xa lánh bạn và làm cho bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng hơn. Bản mệnh tuổi ngọ cũng dễ dàng mất kiên nhẫn và đi đến quyết định gác lại những công việc khó khăn cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tự tạo động lực cho mình, bởi nếu như cứ bộ dựa dựa chừng như vậy thì càng lúc công việc của bạn sẽ càng trồng chất nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bà tự ngọ lại luôn quan tâm tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình, do đó dù bạn có bận rộn đến mấy thì bạn cũng sẽ luôn sắp xếp thời gian về nhà thăm nhà hoặc là gọi điện để hội thăm người sinh thành ra mình. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim dễ mất bình tĩnh gây gõ với người khác tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ dễ bộ dở công việc giữa chừng tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc quan tâm tới gia đình đặc biệt là cha mẹ mình và đánh giá của bạn tự ngọ trong ngày thứ sáu này. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này, bạn đang quá mức tự tin trong ngày khi bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tư hình. Bạn mệnh tuổi mùi đang có sự kiêu ngạo tự cho mình rằng có thể giải quyết được mọi chuyện mà không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Trong ngày này với bạn tuổi mùi, đặc biệt cần phải chú ý tới cách ăn nói, tránh làm mất lòng người đối diện. Nhất là đối với những ai đang có thiện chí với mình, khi muốn góp ý cho ai, bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh để cho người nghe bị tổn thương. Thổ khí vượng, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mùi là bạn trở nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc với hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác và đôi khi bạn sẽ thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều nếu như bạn thay đổi góc nhìn đi một chút. Về từ vi tuổi ất mùi, thuộc kim, quá mức tự tin cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Từ vi tuổi đinh Mùi thuộc Thủy, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, chú ý cách nối năng, tránh làm mất lòng người khác. Từ vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, không nên cố chấp với quan điểm của mình. Từ vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ Sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 2, số 4, giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ tuổi hợi tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ 6 ngày 29 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cho nên, đối với những bạn đang quản độc thân thì rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn mệnh đang có cách nói chuyện rất hài hước và dễ nhận được sự chú ý của những người khác giới. Đây là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng cái mối quan hệ xã giao với mình. Đối với những người đã lập gia đình rồi thì được tận hưởng một bầu không khí hòa hợp với các thành viên trong nhà. Mọi người trong nhà luôn tâm sự với nhau mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống, sau đó cùng tìm cách giải quyết sao cho hợp tình, hợp lý nhất có thể. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này đối với bà tuổi thân, bạn cũng đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi thân đang có được báo hiệu gặp nhiều tin vui trong sự nghiệp ngày hôm nay. Bạn khẳng định được vị trí và vai trò của mình trong công việc, nhận được sự tin tưởng của cấp trên. Đây cũng là lúc mà bạn tuổi thân nên tự tin và đặt ra cho mình nhiều đích đến cao xa hơn để cho sự nghiệp tương lai của mình được huy hoàng hơn. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy nhân duyên nở rộ nhiều người yêu mến từ vi tuổi bính thân thuộc họ dễ gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người từ vi tuổi mậu thân thuộc thổ quan tâm tới các thành viên trong gia đình từ vi tuổi canh thân thuộc mộc khẳng định được vị trí và vai trò của mình từ vi tuổi nhâm thân thuộc kim đặt ra cho bản thân những đích đến cao xa hơn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. từ vi tuổi Dậu thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sĩ phù trợ cho nên với bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu với kinh nghiệm phong phú và với bạn dễ khiến cho mọi người thán phục và tin tưởng, bạn có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công nhờ vào tài chỉ huy và tầm nhìn xa trông rộng của mình. Có điều, với bạn tự giàu, bạn cũng cần phải chú ý đến tính cách nông nội của mình. Trước khi giải quyết việc gì, bạn nên suy nghĩ, tính toán trước sau cho kỹ càng, không nên mù quáng, lựa chọn những việc nằm quá khả năng với mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy về cái mối nhân duyên của bạn tuổi Dậu trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp. Bạn và người ấy càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Nếu như còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và chắc chắn hai bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy nhận được sự khâm phục và tin tưởng của mọi người tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa có tầm nhìn xa trông rộng dẫn dắt mọi người đi tới thành công tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ không nên mù quáng vội vàng đưa ra quyết định tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp tử vi tuổi quý dậu thuộc kim suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho thấy với bà tuổi tuất đang có điểm báo nói năng quá mức thẳng thắn chính vì vậy mà cho dù mục đích của bạn có là tốt đi chăng nữa thì vẫn phải nhận nhiều phản ứng trái chiều và bạn cần phải chú ý hơn tới cách diễn đạt của bản thân mình trong công việc nếu như bà tuổi tuất gặp phải trở ngại bạn cũng không nên đầu hàng ngay lập tức mà nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết với mình, bạn đừng có ngần ngại xin sự trợ giúp của đồng nghiệp hoặc là những người có kinh nghiệm xung quanh mình bởi hành động đó không hề thể hiện bạn là người kém cỏi. Và ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông. Đây là hai hướng giúp cho bạn công việc có được sự thuận lợi, hanh thông và có thể có được tài lộc về tay. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa quá mức thẳng thắn sẽ làm tổn thương người khác. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ chú ý ăn nói nếu không muốn nhận sự phản đối của mọi người. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim không nên đầu hàng khi mới gặp khó khăn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 3, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu no đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi dậu. từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cho nên với bà tuổi hợi bạn nhiệt tình và thẳng thắn nhưng lại dễ hành động thiếu lý trí thậm chí là có sự manh động Điều này khiến cho bà tuổi hợi dễ vướng vào rắc rối và cần tới sự giúp đỡ của người khác mới có thể khắc phục được điều này. Trong công việc với bà tuổi hợi, cần phải giữ vững lập trường của mình, không nên nghe theo những lời suối bậy của những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh. Tham lam thường không đem lại kết cục tốt đẹp cho mọi người. Vì vậy, bạn hãy học cách hài lòng với những gì mình đang có Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi hợi, bạn cũng đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bà tuổi hợi trong ngày hôm nay cũng không được như ý muốn. Cái chuyện tình cảm giữa bạn mệnh và nửa kia không được yên bình. Có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu nhầm mà thôi. Bạn cần phải trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất kỳ phán xét gì về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa dễ dàng hành động thiếu lý trí có sự manh động tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác khi gặp rắc rối tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc không nên tham lam chạy theo tiếng gọi của đồng tiền tử vi tuổi tân hợi thuộc kim dự vững lập trường không nên nghe theo lời suối bẫy tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia Vậy đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại